Mình xin chào các bạn nha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở Hạ Long Nước 10. Hôm nay mình sẽ cập nhật giá dòng xe Vision nè, dòng xe Leaf nè, mới nhất đầu tháng 9 và luôn cái dòng xe BCX luôn đang có mặt tại Hạ ha. Và địa chỉ của Hạ là ở ấp Châu Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Bây giờ mình đến với phiên bản BCX trước đi các bạn. Hiện tại mình đã đi lên lầu 2. Thì là thời gian trước là BCX sẽ được đậu ở khu vực này, nhưng mà bây giờ Hết đã bán hết xe rồi các bạn và vẫn chưa có về. Đương nhiên là các bạn nào đặt mua thì Hết sẽ đem về sớm hơn cho các bạn ha. Mình sẽ báo giá luôn. Dòng BCX 125 phiên bản màu sơn bóng sẽ có giá là 55.490.000, và phiên bản BCX 150 phiên bản màu sơn mờ sẽ có giá là 68.490.000. Hiện tại thì xe đã bán hết rồi, mình không có xe quay cho các bạn xem, các bạn thông cảm ha. Mình chỉ báo giá thôi. Mình nhắc lại, BCX 125 là 55.490.000, còn BCX 150 đã có giá là 68.490.000. Những bạn nào có nhu cầu mua thì cứ alo cho bạn Nhuận hoặc đến thẳng Hết mình đặt xe để mang về ha. Và bây giờ mình đã trở xuống lầu 1 để mình tiếp tục với phần báo giá dòng xe Vision cho các bạn. Thì dòng xe Vision này Honda chia đến làm 3 phiên bản và cộng thêm phiên bản màu độ của Hết nữa ha. Thì cụ thể Vision phiên bản thời trang, tức là sử dụng chìa khóa cơ đó các bạn, đang có giá là 30.990.000. Như vậy là cái giá này đã giảm giá 500.000 so với thời cùng kỳ hồi tháng 8 ha. Giảm 500.000 cho phiên bản thời trang sử dụng chìa khóa thường nha các bạn. Rồi phiên bản cao cấp, từ phiên bản này trở lên thì đã sử dụng khóa thông minh rồi. Phiên bản cao cấp đang bán với giá là 30.990.000. Như vậy là cái giá này cũng giảm luôn 500.000 so với hồi tháng 8 mình báo ha. Phiên bản thời trang thì đã có sử dụng khóa thông minh. Rồi cuối cùng là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt này cũng sử dụng khóa thông minh, nhưng mà nó khác cái là phần cặp vành phục trước heo thắng, nó sẽ được sơn màu đen mờ và màu đỏ ha. Đây là màu sơn độ nha các bạn. Ví dụ như đây, như thế này nè. Đó, cặp vành sơn mờ nè, cặp phục ha sơn đen bóng nè, rồi heo thắng màu đỏ và phục sau màu đỏ thế này. Đó, các bạn thấy không? Là phiên bản đặc biệt. Sẽ có giá là 33.190.000. Như vậy là cái giá này cũng giảm so với hồi tháng 8 là 500.000 đó các bạn ha. Đồng loạt các ba phiên bản này đều giảm giá 500.000. Rồi màu độ Vision á thì sẽ có giá là 3.3 triệu. Đó, 3 triệu 3 đó các bạn cho những phiên bản màu độ. Và Hết có độ màu theo yêu cầu. Khi mà các bạn yêu cầu thì cứ việc đến Hết, mình gửi hình ảnh mà mình thích những màu độ thế nào mình có yêu cầu, Hết sẽ độ cho mình. Và màu sơn độ của Vision cũng như tất cả những dòng xe ở đây luôn, Hết sẽ bảo hành tới 3 năm cho mình ha. Bảo hành 3 năm luôn đó các bạn. Vision đậu rất là nhiều, ở trên lầu 2 cũng còn một dãy như thế này luôn các bạn, rất là nhiều luôn Vision. Vì đây là dòng xe tay ga bán chạy nhất của Honda, cũng giống như là dòng xe số thì có Venfa thì tay ga là có Vision ha. Bây giờ mình sẽ đến với dòng Ly. Dòng Ly ha. Hiện tại thì mình đang ở trên lầu, cho nên là trên lầu hiện giờ chỉ đậu có 2 chiếc xe này thôi. Thì mình xin báo giá luôn. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng Ly là 37.990.000. Như vậy cũng có giảm giá luôn các bạn ơi, giảm giá 500.000 so với tháng 8. Rồi phiên bản cao cấp là 39.990.000, như vậy là cũng có giảm giá luôn, giảm giá 500.000 ha. Và cuối cùng phiên bản đen mờ, phiên bản kỷ niệm ở dưới showroom, showroom có chân nữa các bạn, màu đen mờ đang có giá là 41.290.000. Thì phiên bản đặc biệt đen mờ này không có giảm giá, chỉ giảm giá ở hai phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp thôi. Và cái giá mình báo nãy giờ đã bao gồm thuế VAT rồi nha các bạn, chỉ là chưa có gồm phí biển số lăn bánh thôi. Những bạn nào có nhu cầu mua xe muốn hỏi giá trước hay là giá về chương trình khuyến mãi rồi trả góp thế nào đó, các bạn có thể alo cho bạn Nhuận
Số điện thoại là 0964234878 đó các bạn. Mình sẽ để số điện thoại này ở trong phần mô tả cho các bạn ha, để các bạn tiện theo dõi tư vấn. Và đây là clip báo giá dòng xe Vision nè, BCX nè, cũng như là Ly vào đầu tháng 9. Về dòng xe AB, SH Mod, SH Cao, mình đã có video báo giá riêng rồi ha, mình sẽ không báo giá chung vào đây nữa. Dành cho những bạn nào mà có yêu thích dòng xe khác nhau á, thì có thể xem clip khác nhau, khỏi mất công mình xem một clip quá dài, mình mới ngắt ra như thế này ha. Đây là những phiên bản Vision màu độ, các bạn nhìn đây, màu độ rất là đẹp luôn đó các bạn ha, tem chìm nè, nó ẩn vào trong luôn đó, nó không có gợn tay nha. Những màu độ này thì hết sẽ bảo hành tới 3 năm đó các bạn, bảo hành 3 năm màu sơn. Đây là phiên bản màu xanh, wow, màu xanh này rất đẹp nữa các bạn ha. Những bạn nữ mà đi màu xanh này thì rất là hợp, nó nho nhã lắm các bạn ha, nó cho mình cái cảm giác cái màu này nè, nó ở trong màn hình á thì nó hơi tím hơn ở ngoài nó hơi ngả vàng, tức là nó giống như là màu xanh ngọc chai á các bạn, màu xanh ngọc á ha, và trong màn hình thì nó hơi tím, ngộ thật đó. Thì cái màu xanh này á, nữ đi rất là đẹp ha, nó nhu mì, nó dịu dàng, cái màu này nè các bạn, cho cảm giác nó dịu dàng hơn. Còn phiên bản màu xanh này á, là màu xanh độ, màu xanh két ha, xanh rêu nhưng mà xanh rất là đậm luôn, nó như màu xanh két đó các bạn. Ở ngoài thì nó sẽ vàng hơn trong màn hình, trong màn hình các bạn xem thì nó hơi tối, nó hơi bị ngã đen cái màu ở ngoài đó các bạn. Cũng như là đây nè, đây màu này rất là đẹp luôn đó các bạn. Rồi, mình xin kết thúc cái phần video báo giá dòng xe Vision ở đây ha. Vision nè, Ly nè, rồi dòng xe BCX luôn. Rất tiếc là BCX không có ở hết. Khi nào về nữa mình sẽ lo quay cho các bạn xem ha. Đây là clip báo giá đầu tháng 9 nha các bạn. Rồi, xin kết thúc video đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.